hai ba ngày hôm nay đang hot một cái app tên là Temu mọi người ơi. Đấy, Temu đấy, nói chung là đây là một cái sàn thương mại điện tử Trung Quốc sắp sửa sang xu nhập tại Việt Nam, đang có cái chương trình gọi là anh em ấy đi what the share đấy để mà có được tiền khóe hồng. Nhưng thực sự mình thấy đây là một cái sàn chưa có chứng thức tại Việt Nam các bạn nha. Nên là ấy, các bạn chưa cần phải lo lắng vội. Đấy, hiện tại cái cam gì đấy vẫn đang top 1 và cũng như là cái top 2, top 3 bao gồm là TikTok, xong rồi là cùng với cả là lé rè đè đấy. Thế là những bạn nào ở đây nhá mà lo lắng rằng là ấy, cái thị trường tại Việt Nam, nhất là những cái người doanh nghiệp tại Việt Nam này đang rất là khó khăn này, chồng rất khó khăn này, thì mọi người phải nghĩ một điều, đó chính là ấy, tại sao lại không biến đổi đi, không chuyển biến cùng với sàn đi, đúng không mọi người? Thì đành rằng ấy, bây giờ cái vòng đời sản phẩm ấy nó rất là ngắn, thế nên là nó mới cần người tiêu dùng thông thái như anh em chúng ta đây này. Bây giờ người được hưởng đây này là người khách hàng, nhưng mà đành rằng sự khó khăn ấy rất là khó khăn đấy, nhưng mình tin rằng sẽ thao gỡ được sớm thôi. Cái câu chuyện bắt đầu từ khi TikTok Shop mở shop ra ấy, từ xưởng cho đến tay người tiêu dùng ấy nó đã không còn gì lạ lẫm nữa rồi, nên là mới có một cái trào lưu, đó chính là làm trào lưu affiliate đó. Nên mình thấy ấy, cái Temu này nó đang đi theo những cái con đường mà trước đây những cái sàn thương mại điện tử hay cũng như những cái nền tảng như kiểu TikTok đây này họ làm rồi. Thế là mọi người đừng run sợ nhá, bất kể miếng bánh nào cũng đều phải chia cho tất cả mọi người cùng ăn hết. Cái vấn đề đây đó chính là cái thị trường cạnh tranh ngày càng một khốc liệt, và cũng như là cái việc mà biến đổi chóng mặt thị trường cho cả cái tầng lớp trẻ bây giờ ấy cũng choáng váng theo. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu như bạn nào đây mà chưa có cuốn sách cạnh tranh của thầy Hữu Giang ấy, thì ngày hôm nay tham khảo giúp mình cái cuốn sách cạnh tranh của thầy Hữu Giang, mình để ngay phía góc chụp hình này. Bất kể những ngành nghề nào đều cần phải đến sự cạnh tranh, nếu như mà không có cạnh tranh thì sẽ không có phát triển.